Trời ơi đục luôn rồi. Bạn kéo khủng long. Cái hàng kéo này cài khúc lớn hết trơn các bạn ơi. Máy Trung Quốc bên đông tắt máy hết trơn. Chào các bạn nha, cái này Kha Trương đầu vụ hè thu các bạn ơi, mình lên rồi. Được. Ủa má bà cổ đi hai chiếc luôn trời. Ở này hai cây các bạn ơi, đây chạy qua chạy lại một cây, đây 100 lẻ nè, 100 lẻ này như chưa quán nha các bạn. Có gì à? Ủa dẹp quá nhỏ bà ơi. Nhỏ à. Rồi đạp ngang luôn đi. Làm gì? Vô được mà, gọng hình hang. Chẹt bao nhiêu hước đâu kia ấy. Từ từ thôi. Rồi đây 100 lẻ các bạn ơi. Đây máy này cũng vừa đi. Bắt đầu đây 100 lẻ. Trong này là hàng cũ, hộp số bung rồi để nhớ các bạn ơi. Mua bán luôn, bán máy nghe, nghe, kéo máy cắt luôn là 300 triệu. Nghe nói kêu bán cái máy cắt với cái chẹt 220 hả? Tôi nghe thằng đen nó kêu bán cái gì mà. Đen nó khùng đó. Đen khùng đó. Rồi đây, ai mua chẹt máy cắt bán luôn. Ai mua bán luôn phải không? 350 triệu, cái gì vậy? Cái vỏ được cây đúng không? Mua bán luôn các bạn ơi, 300 triệu đây nguyên bộ. Rồi, ok. Rồi, chỉ sẵn lên các bạn ơi. Nè, máy kéo là nhỏ ha, kéo là 960 rồi. 847. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây, 100 các bạn. Số bung rồi. Con này gan 93 các bạn ơi. Không khác gì đâu. Số chào bá bình, số siêu to khổng lồ. Số này không biết mấy xác, nhớt em lùm la chứ. Bánh lăng mới chát không? Cặp bánh chính nha các bạn. Mẹ 100 chạy bánh chính thứ gì chịu nổi trời. Trời ơi, hỏi dầu thôi, không có. Không có đẹp hả? À, bỏ con cá nào, cái mượn cá đi, em đi dầu chạy vô, em trả lại cho. Một can thì có. Hả? Một can thì có. Rồi, mắc khách bánh này. Chở 5 can dầu vô, chân chỗ vô, chung vô, chạy vô cái cầu đầu tiên, một giác đầu tiên là kêu cậu đó, chị chở chị 5 can đây. Cái này kiểu xương các bạn ơi, máy này mũ cũ lắm rồi. Cái này bán cái chừng nếu theo mình á, quay thì mình không có gò có bó gì, mà các bạn muốn mua máy này cho trong ngoài á. Chiếc máy này không nha. Còn mình mà theo mình cho trong ngoài là mình mua được á, còn không biết các bạn sao. Nên mình quay sơ các bạn coi. À, bông thì bông cái nóc luôn rồi, không có còn zin bọng dân, máy này tiêu lâu lắm rồi. Máy này hình như là động cơ không biết sao với hộp số thấy bung rồi các bạn ơi. Đây gần. Gần này chỉ gần không phải gần kim nha, gần này chế rồi, ba tấm luôn. Dưới kia có một tấm nhỏ nữa đó các bạn, tấm trắng đó. Rồi dưới kia một tấm đứa ấy nè. Ba tấm này chế gì dở các bạn. Đây bình dầu. Đây chế dở các bạn, mà này chưa hay. Đây. Bên đây các bạn ơi, nãy giờ bên kia giờ bên đây, chỗ này nó đứng siêu rộng nha. Đó. Cái này nó khác chứ mấy kia 70 lên xuống này lên xuống nha. Nghẹn nó nhào lên. Đó, nó có cho cái đường nhào lên nhào xuống. Tăng đưa đó các bạn, này cũng như là tăng đưa di sên đó. Đây, hộp số này rã rồi các bạn, ốc vừa mở chứ có dấu mở chứ này. Đây chỗ này là châm nhớt phút đùi. Đây cũng có nè. Riêng nha. Bên sườn. Đây nè. Này cái gì không biết các bạn, hộp số này mình không gặp. Bánh nhiều bên bự bên nhỏ các bạn ơi. Máy này động cơ này nghe nó gạt bung rồi. Nghe bạn nó bung rồi, máy này cũng khổ lắm rồi nè. Dịu xương ha. Của nó. Cái này theo mình có 178 là mua được các bạn. Này hộp số gã xong hết trơn, còn bự nữa. Động cơ của chúng ta không có mở các bạn. Động cơ này của chúng ta không có đường mở rồi. Rồi đây chiếc máy kéo luôn các bạn ơi. Nãy máy cắt lên này, giờ máy kéo chưa lên. Giữ rồi, giữ rồi, trời ơi, đục luôn nổi. Nãy kéo khủng long. Nãy máy kéo này cài phút lớn hết trơn các bạn ơi. Máy Trung Quốc bên đông cắt máy hết trơn. Cầu quá nặng.